theo vị trí người dùng. Hãy chắc chắn quyền truy cập vị trí người dùng đã được cấp cho ứng dụng, chạm vào nút gọi vị trí người dùng trên giao diện hình dưới. Mọi người làm theo Vân hướng dẫn nhé. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Ra luôn cái vị trí mà Vân đang ở đó. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Thanh Xuân và quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của quận Thanh Xuân đó mọi người ạ. Đây là cách thứ hai rất là thông minh luôn á. Cách thứ ba, theo số tờ số thửa, đây chính là cái cách mà giúp cho những người có sổ đỏ tuy nhiên nhưng lại không có tọa độ thì mọi người sẽ sử dụng theo cái cách này nhá. Mọi người bấm vào cách số 3. Vân lấy ví dụ một cái cuốn sổ mà Vân vừa mới kiểm tra này, tỉnh Khánh Hòa, huyện Ninh Hòa, xã Ninh Thọ, tờ địa chính DC23, số thửa 1167, tìm kiếm. À, mọi người nhìn thấy chưa ạ? Ra luôn cái vị trí lô đất mà Vân vừa mới tìm kiếm chiều nay đó. Có dữ liệu mới của cái tờ địa chính này, có kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Ninh Hòa này, có quy hoạch sử dụng đất năm 2030 của Ninh Hòa. Ra rất là chi tiết luôn, từng góc cạnh luôn đó mọi người. Đó thì đây là cái cách thứ tư mà Vân vẫn hay dùng đó.